cô làm cái gì đấy? Sao lại vào phòng? Anh trật tự đi. Vy, cô đâu rồi? Cô đừng có mà hỏng chạy thoát nhá. Ngoan ngoãn ra đây ấy thì còn nhẹ tội. Ai ở trong đấy đấy? Không có ai đâu, tôi đang tắm. Mẹ kiếp, không hiểu cái con này nó chạy đi đâu rồi. Cho tôi xin lỗi nha. Cảm ơn anh nhá. Này, cô đang gặp nguy hiểm có đúng không? Cô cần tôi giúp gì không? Tôi không làm sao cả. Cảm ơn anh nhá. Tao sẽ cho mày trả giá vì mày học. Đi. Anh ơi, em xin anh ơi, bỏ em ra. Anh ơi. Này, bỏ tay cô ra. Mày là thằng nào? Tôi là huấn luyện viên mới ở đây. Anh không có quyền kéo cô ấy như thế. Huấn luyện viên mới nhỉ? Thế mày mới về thực tập à? Mày lại không biết tao là ai rồi. Tao ấy là quản lý cấp cao ở đây. Nó là nhân viên của tao. Chả lẽ nhân viên làm sai, tao không được quyền dạy bảo nó à? Hả? Anh đã là quản lý thật à? Chỉ là cái thằng thực tập quèn mà tính anh hùng cứu mỹ nhân à? Hả? Trước khi cứu ấy thì mày phải biết mình là ai, có năng lực để cứu hay không nhá. Còn thấp cổ bé họng ấy thì đừng có mà lo chuyện bao đồng của người khác. Xong đấy. Nhưng mà cô ấy đã làm gì anh mà anh lại đối xử với cô ấy như thế? Đã đi làm ấy thì phải tuân thủ quy định ở chỗ làm. Nó chọc giận một vị khách hàng lớn, hợp đồng của người ta ấy trị giá cả 100 triệu, bây giờ còn không định chịu trách nhiệm. Mày xem như thế mà được à? Nhưng mà dù có thế nào đi chăng nữa thì anh cũng nên nhẹ nhàng với cô ấy chứ. Cô cũng chỉ là phụ nữ thôi mà. Anh đang làm cô ấy sợ đấy. Thì nó sợ ấy thì mày có đền hợp đồng được thay cho nó không? Hả? Mà không hiểu như thế nào để đi giới thiệu mày vào đây. Nó không bảo là không được cãi lời của quản lý cấp cao à? Anh sang ạ. Đây là bạn em giới thiệu, em chưa dặn bạn ấy kỹ. Mong anh bỏ qua giúp em đấy ạ. Này, em có làm gì anh ta đâu mà chị lại đưa tiền cho anh ta chứ? Đứng lại. Bây giờ ấy còn ai cứu được em nữa hả? Thay đồ vào nhanh lên, khách hàng đang chờ mày đấy. Anh ơi, em không mặc bộ này đâu ạ. À, em cũng không tiếp khách đâu. Em xin anh tả cho em được không ạ? Em xin anh. Sao mày ngang bướng thế nhở? Nếu như không tiếp khách ấy thì mày nghỉ việc đi. Nhưng mà trước khi nghỉ việc ấy thì nôn tiền bồi thường ra đây nữa. À, cả tiền mà công ty cho mày vay để mày nộp tiền viện phí cho mẹ mày nữa, nôn ra đây rồi ăn đi. Mà anh ơi, cái số tiền đấy nó lớn như thế, bây giờ em đào đâu ra được ạ? À? Hay là anh thư cho em một thời gian đi ạ? À? Em hứa là em sẽ trả cho anh mà. Thư cho mày á? Thư cho mày thì ai thư cho tao? Nếu như không có tiền ấy thì khôn ngồi phải nghe lời, nghe rõ chưa? Thôi, anh biết rồi. Dù gì thì em chỉ cần mặc bộ đồ này vào, xong rồi ra ngoài kia dạy bơi cho khách. Mà khi em ra ngoài kia rồi thì ai chả như ai. Mà là khách hàng đấy. Khách hàng à? Sao khách hàng lại làm thế này với cô? Cô chỉ là huấn luyện viên dạy bơi thôi mà. Anh ta phận công cho tôi phục vụ một khách VIP. Nhưng mà ông ta có những hành động lỗ mãng, động chạm, nên tôi phản kháng. Ông ta
làm như này với tôi đấy. Anh ta còn bắt tôi mặc những đồ thiếu vải như thế này nữa. Tôi không muốn tiếp khách VIP nữa đâu. Không được rồi, chắc chắn là có âm mưu gì đây. Bởi vì tôi đã nghe thấy hắn ta cố tình sắp xếp cô vào khách VIP đấy. Đi, tôi sẽ đưa cô đến nơi an toàn. Thôi, anh cứ mặc kệ tôi đi. Anh đừng suy nghĩ vào chuyện này nữa. Tôi đã quá nhiều rắc rối rồi. Cũng có quá nhiều vướng mắc ở đây. Anh cứ kệ tôi đi. Anh đi đi. Sao lại chỉ là quần áo không thế này? Chết rồi, mình bị nó lừa rồi. Không có ràng buộc nào mà phải đánh đổi bằng thể xác và sức khỏe như thế này cả. Nếu như mà mẹ cô biết được cô kiếm tiền bằng cách này thì liệu bà có vui không? Có rất nhiều cách để kiếm tiền, nhưng mà danh dự thì khó có thể lấy lại. Cô yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cô. Sao? Hai chúng mày định đi đâu? Hả? Thằng này, quay về làm việc. Con kia, đi ra đây theo tao. Nhanh! Tôi sẽ không đi đâu hết. Anh đừng hòng làm cho chuyện xấu xa ở đây nữa. Danh này, mày xía vào chuyện của tao hơi bị nhiều rồi đấy. Biến, hoặc không nhá, mày sẽ phải chịu một cái hậu quả lớn đấy. Hậu quả lớn như thế nào ấy thì tôi cũng sẽ chịu được. Nhưng mà anh đừng hòng lôi cô ấy đi. Thế thì mày phải hỏi xem là cô ta có tự nguyện đi theo mày không đã. Cô ấy chắc chắn sẽ đi theo tôi. Này, hay tao với mày làm bàn cá cược đi. Nếu như nó mà tự nguyện đi theo mày thì tao thua. Mày muốn tao làm cái gì cũng được. Còn nếu không thì anh muốn làm gì tôi cũng được. Và tôi sẽ đi khỏi đây theo ý của anh. Cô sẽ đi theo tôi chứ? Cô vẫn nhất quyết theo hắn à? Đúng đấy, không có gì thắng được nổi tiền đâu em trai ạ. Còn đây ý, là cái giá phải trả cho việc hỗn hào với tao. Mày chính thức bị sa thải ngay từ bây giờ. Cút! Đi! Anh ơi, anh bảo là em dạy bơi mà. Đây đâu phải hồ bơi đâu ạ. Bơi ở dưới nước với cả bơi ở trên cạn thì có khác gì nhau đâu. À, không. À, buổi hôm nay ấy, là em sẽ dạy lý thuyết cho khách trước. Còn buổi sau em sẽ dạy thực hành. Đúng chưa? Đây, ở đây nhá. Nhưng mà... Thần tài đến. Thần tài đến. Nhân viên này mày làm gì đây? Đây là cái giá mà anh phải trả đấy. Tôi cần tiền thật, nhưng mà không phải cái gì tôi cũng làm. Mày... Còn cái này, tôi trả lại cho anh với tất cả những gì khốn nạn nhất mà anh dành cho tôi. Được. Nghỉ việc thì nghỉ việc, đen tiền thì đen tiền. Danh dự con này là vô giá, anh nhớ cho kỹ vào. Mày đưa ai gái cho tao? Mày tiền gái, tiền từ từ thế hả? Mày đến gấp đôi tiền của tao, hỏng cái đấm trái của tao rồi. Mày... Mày nhớ mặt tao đi. Hôm nay tao mới gặp hai chúng mày ở đây. Thằng này, hôm nay mày đến đây để làm thủ tục xin thôi việc mà đúng không? Còn con Danh kia, mày không lo làm trâu làm bò để mà giả nợ tao đi. Anh tự tin hơi sớm rồi đấy. Người nghỉ việc là anh chứ không phải là tôi đâu. Mày cũng chỉ là thằng thực tập sinh quèn thôi nhá. Hôm nay ấy, chủ tịch sẽ đến đây. Tao sẽ tố cáo với anh ấy là chúng mày bôi nhọ nhân phẩm của tao, bôi nhọ danh dự của cái phòng tập này. Để anh kiện mày chết đi tù nha con. Anh không còn phải đợi nữa đâu, vì anh ấy đã đến rồi. Chính là tôi, chủ của chuỗi phòng tập này. Thằng Danh mắt mũi chưa sạch, mày nghĩ mày nói tao tin à? Hả? Rồi anh đã tin chưa? Còn đây ấy, là quyết định thôi việc và hồ sơ tố cáo anh. Thế hóa ra mày là chủ, à, không nhầm, anh
Anh là chủ của chuỗi phòng tập này hả? Đúng thế. Tôi đã mua lại chuỗi phòng tập này, nhưng mà nhận thấy có rất nhiều sai sót trong việc vận hành, nên tôi đã cải trang làm thực tập sinh để đến đây khảo sát. Nhưng mà sự thật còn tệ hơn tôi nghĩ rất là nhiều đấy. Anh lợi dụng phòng tập của tôi để kinh doanh, anh lợi dụng quyền hạn và tiền bạc để ép các vị huấn luyện viên đi tiếp khách cho anh. Tôi nói như vậy có đúng chưa anh Sản? Không, không phải đâu ạ. Chắc là con này nó lại nói xấu em rồi đúng không ạ? Anh đừng tin lời nó nói. Em ấy là em cũng chỉ muốn tất cả mọi người kiếm thêm thu nhập, có những cái khách hàng ở trong giới thượng lưu thôi ạ. Chứ em có làm gì đâu. Anh ta nói dối. Anh ta bắt tôi phục vụ họ, không phải là dạy bơi. Họ đều có ý xấu với tôi. Mày im đi. Tao tạo điều kiện cho mày mà mày còn không biết điều à? À, anh thôi đi. Không cần giải thích nhiều nữa đâu. Tất cả bằng chứng của anh ấy tôi đã thu thập đủ hết rồi. Tôi đã cho gắn camera khắp phòng tập này và lấy lời khai từ những vị khách hàng của anh ấy. Bằng mọi giá tôi sẽ lấy lại danh dự cho phòng tập này và lấy lại danh dự cho các vị huấn luyện viên đã bị anh gài bẫy hãm hại. Anh không thoát được đâu. Anh ơi, em xin anh, em không thể vào tù được đâu ạ. Em xin anh. Thế cái lúc mà tôi xin anh có động lòng không? Bây giờ anh hiểu cảm giác của tôi rồi chứ? Anh xin lỗi. Chúng mày nhớ mặt tao đấy. Không xong với tao đâu. Đợi tao đấy. Đúng rồi, Huấn ạ. Em không còn đuổi theo hắn ta làm gì nữa đâu. Nhưng mà anh đã cho người đợi để bắt hắn ta rồi, cho nên là em cứ yên tâm. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn vì anh đã giúp đỡ em. Không có gì đâu. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã cảm động vì sự trong sáng và tấm lòng em dành cho mẹ. Cho nên là anh muốn được chăm sóc cho em. Cho anh một cơ hội nhé. Em chỉ cần tập trung theo đuổi đam mê của em thôi. Còn lại cả thế giới cứ để anh lo. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã không chê cười em.